Thấy mấy cây đẹp quá, quay luôn. Đây. Si. Rừng rành rành. Mùi ướt ạ. Rừng rành rành. Xanh này, xanh quê hả chú Tị? Xanh quê hả đúng không? Quê. Bát tiền đấy. Đó, bé bé kia là 2,5 triệu luôn. Xì. Xì đẹp nhỉ? Đấy. Có 800 đấy. Triệu. Bỏ à? Bỏ. Xin đỏ, tôi bán nó xin đỏ, nó xin đỏ. Đẹp đấy, cái phôi ấy đẹp. Con này thì 900. Toàn đồ đẹp. Cộng 1 lít. Cái hoa dưới tôi còn cắt. Đi thảo giá chứ không mua. Đấy, xì thì như cây tàu ấy nhỉ. Xì đỏ xịn đấy à. Tay chuột nhỉ. Tay chuột 2,5 đục đúng không? Đấy. Còn một tay. Chú Tị đọc số của chú đi, ông nào gọi ông gọi. Đây đi muộn đấy. Chứ đỡ phải ghi vào 0906 0906 225 376 376 gọi ông Tị nha, thích cái nào gọi nha. Chịu mỗi lần lại đưa cái số vào mày lắm. Đây. Alo. Mặt sau này. Có Trần đang mang về. Đấy, bày nay về rồi nhưng mà sao ông đang ở đâu? Thế thì chờ ông Căn đang gần về nhà rồi đấy. Thang có sẵn rồi đấy, ông Hồ đến nhà này. À, đây ông Khánh này. Thì con này nè. Con này về dáng rất thì đồn, bệ thô quá. Bệ thô quá. Được. Mùi này mày nặng thế. Ui giời. Làm chậu mà làm dễ từ sớm thì lại ngon rồi. Nhưng mà tiếp quá. Ai mua ô đây? Ô bán hàng, ô chân nắng, ô chân mưa, các loại ô nào? Dáng dấp rất ổn đấy nhá. Cây làm cây trực hoành đẹp. Cắt hơi cụt. Đưa đi. Đúng rồi ngay. Cái ôm đá này là gì đấy? Dừng dừng dành. Này cứ đặt lên nước là chơi thôi. Cục này bao tiền? Đang đi xếp cây đi nhé. Đây, khách kìa. Đấy, đuổi xe đây.
lần này đẹp đấy. Nhầm chỉ thấy một cây đi. Cây ổng tị đẹp nhất chợ vì nó đẹp đấy. Đẹp thật. Cây ổi này đẹp thật. Quá đẹp luôn. Nó lắc gì nữa, dã man nhỉ. Ổi đẹp. Ổi, ổi rất nghệ thuật nhưng mà ổi lên chợ. Lá móng này đẹp ghê nhỉ, nhìn thích. Này mấy tiền chú? 2 triệu. Móng cũng đẹp. Dừng vòng cách này thì đúng vòng cách không nhỉ? Vòng cách nhỉ? Sư cá. À sư cá. Sư cá đó. Sư cá mà có cái đồ hay nhỉ? Nhìn tí nó nhầm vòng cách. Sư cá. Trong một khối người nhầm cả cái ngực cuối với cả vòng cách. Mình nhầm rồi. Hay đấy nhỉ? Xem này, sao mày đẹp nhỉ? Yeah. Này lại 100 triệu. 250 đấy. Sao 250. Rất bay. 250 giá gốc đấy. Tất phần gốc luôn. Ồ, cái bẻ đấy thì rẻ, cái bẻ đấy thì mình chắc. À đấy, hay quá cái này. Rẻ. Bán hàng chơi lại hoa nhiều, chung là giá nào cũng có hợp lý. Nhưng mà là làm kỹ rồi giờ chỉ việc chơi thôi. Ai chà, này nhiều cái đẹp đấy. Si, gọi là si lão à? Lão. Hai cây dáng cái này với cái kia cùng dáng đấy. Si này là bao tiền đấy ạ? 2,5 triệu. 2,5 triệu gốc si này. Của Bắc Hưng, chợ Vạn Phúc nhá. Hay là về An Khánh cũng được. Đấy. Hay đấy. Con này thì cũng mấy. 3,5 triệu. À nhiều tiền hơn. Cái này đỏ này. 3,5 triệu. Cái này này. Tí nữa quay kỹ cái này. Quay hết cái này đã. Này 2,5 triệu. Kia 3,5 triệu. Sao kéo không đi nhỉ? À đây dầm. Xì rất đẹp nhá. Đường vi. Đây, tôi đến cây này đó. Đấy, cây này hay này. 3,5 triệu. Có bớt chút cho anh em thiện chí. Có bớt. Chẳng hỏi tôi thích ra. Cái này bông tán là ngon rồi. Răm dày rồi.
năm dài rồi. Ai phúc lào nào? Phúc lào hóa đặc biệt đây. Đấy, bác lại đọc số vào đi. 09 36 80 6659. Bác Hưng nhá. Đấy, thích alo luôn. Thậm chí vào tận nhà xem cũng nhiều cây lắm. Đây xung đường đi kìa. Đấy, biết số rồi thì cứ alo mà hỏi thôi. Đấy, nhiều tiền hơn chứ. Này mấy tiền đấy? Cái cũ để nguyên ở đấy, con ông chỉ thay cái lâu dài thôi. Già này. Đang cần người đấy. Đẹp chưa? Này có đẹp màu xanh. À. Năm cánh. Chả biết là năm cánh như mấy cánh. Sung nhiều lắm, ở nhà còn nhiều nữa cơ. Nhà đến tận nơi mà chơi chọn thoải mái. Đấy, xanh. Suối. Suối. Nhiều lắm, nhiều thể loại. Ok. Đây, bác chủ đấy nha, nhìn mình nhận ra bác chủ. Được. Được. Cảm ơn bác Hưng nhé.